Xin mến chào cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác cùng các bạn Việt Nam thân mến. Hiện tại thì Nhã đang ở thành phố Bạc Liêu ha. Nè, ngay đây có địa chỉ là số 250 đường Trần Phú, phường 7 Bạc Liêu quý vị. Thì ngày hôm nay Nhã sẽ chạy xung quanh ha, cái khu vực mà ở thành phố Bạc Liêu quý vị, và ghi hình cho quý vị xem nha. Đó, dự kiến của Nhã thì Nhã sẽ chạy ra tới ngoài biển Bạc Liêu đó quý vị. Biển Bạc Liêu ha. Ngay chỗ mà có nhà mát rồi đó, thì nghe nói là cái chỗ đó quý vị nó rất là nổi tiếng ở thành phố Bạc Liêu, nên là phải ghé chỗ đó thôi. Ok, đó quý vị thấy không, hình ảnh mà cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác đang xem á, là cảnh mà Nhã chạy xe ha, trên đường thành phố Bạc Liêu. Ở ngay chỗ này á, gọi là phường mấy ta, phường 7 đó quý vị, ở phường 7 nha. Ồ, phường 7 thành phố Bạc Liêu. Wow, các vị thấy không, khá là đẹp ha. Một cái thành phố ở miền Tây Nam Bộ đó, một cái vùng đất mà rất là nổi tiếng luôn. Wow, thành phố Bạc Liêu năm 2017 đó quý vị. Bạc Liêu giấc mơ tình yêu ha, nhân gian ca rằng Bạc Liêu là xứ cơ cầu đó quý vị. Wow, a hi hi, rồi tới đây là đâu rồi ta. Tới đây là tới gì nè, nhà Mai Thanh Nhàn, số 123 đường Trần Phú ha. Ồ, bánh kẹp Bạc Liêu. Đó, quý vị thấy không, cảnh ở đây là cảnh ở trên đường ở thành phố Bạc Liêu đó. A hi hi. Ồ, để nó chỉnh là cài. Rồi, tới đây đâu rồi ta. Tới đây là đâu rồi? Nói về xe mà biển số 94 á, có nghĩa là ở tỉnh Bạc Liêu nha. Đó, nếu mà quý vị đi Sài Gòn ha, có thấy biển số xe, xe máy hoặc là xe ô tô gì đó, biển số 94 có nghĩa là quý vị đã đến được tỉnh Bạc Liêu rồi đó. Hoặc là những cái người dân đó quý vị, họ đến từ quê hương Bạc Liêu ha, xứ sở mà có công tử Bạc Liêu nè, rất là nổi tiếng ở nước Việt Nam mình luôn. Hầu như người Việt Nam nào cũng biết đến công tử Bạc Liêu đó quý vị. Ok, rồi đi tiếp hả quý vị ơi. Ok, đây là cảnh ở thành phố Bạc Liêu ha. Thành phố Bạc Liêu rồi. Bây giờ đi xung quanh Bạc Liêu đó, ghi lại những cái hình ảnh ha, chân thật nhất về xứ Bạc Liêu đó quý vị, gửi đến cô chú anh chị nha. Rồi, quẹo trái ra đường nè. Quẹo trái qua đường thôi. Ồ, bây giờ là giữa trưa đó quý vị. Trời nó nắng ha. Trời nó nắng quá. Ok. Rồi, có lẽ là sẽ theo lối này thôi quý vị. Đây có Thế Giới Di Động, rồi có Vincom luôn quý vị. Nó Vincom có nghĩa là cái trung tâm thương mại á. Ồ, đây có cái cầu bán chuối nữa quý vị. Cầu bán chuối này ghé mua thử ha. Chuối ngào đường hả chị? Bán sao hả? Trái 2.000 hả? 10.000 ấy. Chuối ngào đường. Ok, rồi mua chuối ngào đường ăn.
rồi đi tiếp thử vị ơi. Ở nhà mới mua cái món ha, mà chắc là nhiều cô chú anh chị á, ở miền Tây á, ngày xưa chắc cũng ăn rồi. Đó là món chuối ngào đường. Ok đây nha quý vị, đi ra ngoài biển ha, biển Bạc Liêu. Không đèn sáng nữa vậy ơi, chạy nha. Ô cái giờ này là cái giờ học sinh nó đi học quý vị ơi. Đó vị thấy không, bé này đeo cặp màu hồng nè, mẹ chở trên xe ha, Airblack đó, đi học nha. Wow, bây giờ là giờ giữa trưa ha, giờ đi học của học sinh. Rồi bây giờ là đi qua cái cầu quay nha quý vị. Cái cầu này á, người dân địa phương gọi là cầu quay đó. Sau này thì nó đổi tên thành cầu Kim Sơn đó quý vị, nhưng mà cái cầu quay á vẫn là tên gọi mà những người dân địa phương á người ta hay gọi. Ồ cầu, dốc cầu cao quá, em học trò phải để bộ đó quý vị. Khu vực gần đây quý vị thì có nhà của công tử Bạc Liêu nổi tiếng ha, nhà của công tử Bạc Liêu. Rồi nhà đang hạ dốc cầu xuống nè, dốc cầu quay. Ok rồi đi xuống dốc thôi quý vị ơi. Đó hình ảnh mà cô chú anh chị Việt Kiều ở Mỹ và những quốc gia khác đang xem á, là cảnh chạy trên đường ha, ở thành phố Bạc Liêu. Đây là con đường Cao Văn Lầu huyền thoại đây rồi, đường Cao Văn Lầu đó quý vị. Ngay đây thì nó có trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển đó quý vị. Nó có bản chỉ dẫn nè, đi thẳng là vườn chim, bên trái là Vĩnh Châu. Ồ, nhà mát còn 8 cây số nữa rồi ơi, 8 cây số nữa thì nhã thể đến chỗ gọi là nhà mát ha. Nhà mát có nghĩa là cái nơi mà khu vực ở ngoài biển đó quý vị, khu vực ngoài biển ha. Ok rồi đi tiếp thôi vị ơi, đại lý gạo Nhỏ Hía, trường tiểu học High School Bạc Liêu. Rồi heo quay tên Láng, trại hòm Việt Hà, ghê quá vậy, trại hòm luôn. Quán ăn chay Hồng Cẩm Hớt Tóc Gọi Đầu, bún nước lèo Bạc Liêu. Ồ chị này chưa quét nước vào nhà chị. Cà phê Cẩm Lon Úc Láng đó vị thấy không, những cái tên gọi rất là thân thương trên cái con đường Cao Văn Lầu hả quý vị. Ồ điện máy Chợ Lớn nó cũng mở ở Bạc Liêu rồi nữa quý vị ơi. Ồ, để nước uống không ta? Ồ, không có. Nhã đang kiếm chỗ để mua nước uống á vậy, mà không thấy có bán. Rồi, tới đường nào rồi đây? Nhà sản xuất cà phê Thiên Quang. Ồ, đây có bán nữa vậy. Lấy một chai nước suối, chai lít rưỡi á, có lau vi không cô? À, vậy ấy Ava cũng được, nó có cái móc mà thổi bọc đi. Rồi chai nước. Tiếp thơ quý vị ơi, rồi mua nước uống rồi đó, khỏe rồi ha. Ồ đây có cây xăng, cây xăng đổ xăng á, Hiền Minh.
đó, tiệm Hiền Minh đó vậy, đổ xăng ha. Rồi đây có đường gì nữa nè, đường Nguyễn Tri Phương cắt ngang đường Cao Văn Lầu đó vậy, hồ xứ Bạc Liêu ha, xứ giấc mơ tình yêu á, bây giờ mình đi tìm giấc mơ tình yêu thôi nha. Ấy da, ấy da, ấy da, đường vàng quá hả quý vị. Mô tô kiên má ơi, trời mưa rồi. Ồ, sao trời nắng mà cũng mưa nữa ta. Thì vậy. Ồ, trời đang nắng quá. Ôi, đang ghi hình cho quý vị xem. Ôi ôi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Sao bây giờ. Ồ, đang đi ghi hình cho cô chú anh chị xem á, thì trời bỗng nhiên nó đổ cơn mưa quý vị ơi. Ồ, căng đây. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha.